Quý vị và các bạn thân mến, mới đây chúng tôi nhận được một bức tâm thư vô cùng ấn tượng và cũng rất vui mừng khi câu được phản hồi tích cực với Mạnh Lực Dương. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện lộn ngược dòng của vợ chồng anh Lê Duy Hòa, hiện đang là một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Y học của truyền thành phố. Tâm sự về cuộc sống gia đình khi đã đi vào bế tắc của hôn nhân và màn trở lại đầy ngoại mục của đôi chồng trẻ. Hãy xem video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Câu chuyện như sau. Tôi 27 tuổi, lập gia đình cách đây một năm, chồng là bác sĩ hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đang sống và làm việc tại Sài Gòn, cuộc sống ổn định về tài chính, nhà cửa, xe ô tô đầy đủ. Chồng tôi là một người rất tốt, yêu chiều vợ, chưa bao giờ để tôi thiếu thốn hay cực khổ. Tuy nhiên lại có một vấn đề phát sinh là anh bị yếu sinh lý. Lúc mới yêu nhau, khi quan hệ, tôi đã có cảm nhận được điều đó, nhưng nghĩ không sao, anh là bác sĩ sẽ biết bệnh và tự chữa bệnh cho mình. Hóa ra không phải, trên đời này không có ai hoàn hảo. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh chỉ có thể duy trì được khoảng vài chục giây hoặc nhiều hơn là vài phút. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự thoải mái khi chung chăn gối với chồng. Tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, da dẻ trắng trẻo, giao tiếp tự tin. Trong chuyện đó, tôi cũng rất là chủ động, không phải khung gỗ cứng đơ. Nhưng mà tại sao? Nhiều lần tôi khơi dậy sự ham muốn của chồng bằng cách dụ anh uống say hoặc mặc những bộ đồ ngủ quyến rũ gợi cảm. Có điều chưa bao giờ tôi thành công. Mỗi năm chúng tôi luôn dành thời gian đi du lịch trong nước lẫn nước ngoài từ 3 đến 4 lần để hâm nóng tình cảm Vậy mà mọi chuyện vẫn dừng lại ở đó Chúng tôi chỉ ôm hôn và mỗi người một góc giường Nhiều lần tôi góp ý mong chồng đi chữa bệnh Nhưng anh ấy khá tự ti và luôn gặt vấn đề này rồi bỏ đi Tôi thực sự bế tắc trong cuộc hôn nhân này ở lứa tuổi xuân xanh hiện tại, mỗi tháng chúng tôi gần gũi một lần hoặc không có lần nào Tôi từng nghi ngờ anh là gay nhưng anh phủ nhận Tôi cũng chưa tìm được bất kỳ một chứng cứ nào chứng minh được điều đó Chuyện này kéo dài lâu rồi, chúng tôi vẫn chưa có con. Lúc đầu tôi còn nhẫn nhịn, nhưng giờ như giọt nước trà ly. Nhiều lúc tôi khổ sở van xin khóc lóc với anh, nhưng anh chỉ quay mặt đi chỗ khác. Tôi dường như thực sự bất lực, vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Nếu chuyện này cứ diễn ra liên tục như vậy, tôi có thể sẽ không kìm nén được bản thân mà ngoại tình. Trong khi cuộc đời tôi đã gần như vào đỉnh điểm của sự bế tắc và tưởng chừng như cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Rồi đến một hôm, tôi sang chơi nhà Phương Mỹ, một cô bạn thân tuổi cấp 3 và ngồi tâm sự về cuộc đời của tôi từ khi lấy chồng đến giờ Mặt tôi thì xị ra như cái bánh đa nhúng nước Con nó thì cứ ôm miệng cười khiến tôi rất khó chịu Bực mình tôi cau mày khó chịu quát nó một câu Con điên này tao đang thối hết cả ruột gan lên mà mày còn ở đấy mà cười được à Phương Mỹ không nói gì còn ôm bụng cười to hơn khiến tôi rất khó chịu với thái độ của nó và định cầm túi sách ra về. Bước gần ra đến cửa thì bỗng nhiên Phương Mỹ gọi giật lại và kéo tay tôi ngồi trên ghế sofa và nói nhỏ Từ chuyện gì chứ chuyện đó tao trải qua rồi nên mày không phải lo. Dù nó nói vậy nhưng nét mặt nhăn nhở trên mặt vẫn còn. Từng chừng như đứa bạn thân này lấy mình ra làm trò đùa nhưng không. Nó bảo mày ngồi đây chờ tao một tí rồi đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng cầm ra một hộp thuốc có tên là Mãnh Lực Dương. Khi đó thì tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện Chuyện gì đang xảy ra thì nó tiếp lời thêm về thần dược đấy Mãnh lực dương dùng hiệu quả lắm mày ạ à. Chúng tao trước kia cũng như đổ bộ đi ấy Nhưng mà mỗi cái mã thôi Nhưng mà nhanh lắm Rồi bà chị dâu tao cũng giới thiệu mãnh lực dương cho tao Và cho chồng tao uống thử Hiệu quả thật mày ạ à. Mới chỉ uống được nửa tháng thôi Mà đã tăng thời gian hạnh phúc từ 3 đến 5 phút Lên 25 đến 30 phút rồi Đã thế lại còn hưng hực nữa Tối nào cũng trả bài đủ hai lần mới chịu đi ngủ cơ Nói đến đây trong lòng tôi như được mở cờ trong bụng Phần khích vô cùng Liền xin nó điện chỉ và đặt mua Nhẹ nhàng nói điện thoại đọc vanh vách 585 không quên nhắn tôi rằng nếu có vấn đề gì về chuyện chồng con thì cứ gọi điện bác sĩ nhiệt tình và tư vấn chuẩn là may ạ. À. Không thể chờ thêm được thì tôi đã gọi chồng về ngay nấu cơm nước tương tắt rồi đưa chồng uống mãnh lực dương luôn. Vì là bác sĩ nên là hòa khá cẩn trọng với các loại thuốc tây nhưng khi xem qua bao bì và nguồn gốc xuất xứ thì anh cũng đã yên tâm mà dùng thử. Dần ra uống được hơn một tuần thì thấy anh Hòa chồng chị Tâm có chút thay đổi về cả bên trong lẫn bên ngoài Ăn ăn uống, thấy ngon miệng hơn thì tinh thần cũng sảng khoái Thời gian quan hệ của hai vợ chồng tăng lên được 10 phút Chị Tâm thấy vậy cũng mừng lắm và thường xuyên mua thêm súp lơ, thịt bò và hào để bồi bổ cho anh Hòa Vì một nguyện ước duy nhất đó là của đứa con đầu lòng để bằng bạn bằng bè và một hôm khi chị Tâm đang nấu cơm thì bỗng thấy xe của chồng về sớm hơn mọi khi. Anh Hòa không nói gì chỉ vứt vội cái cặp sang ghế sofa và bế thốc chị Tâm vào phòng ngủ. Hôm đó thì anh Hòa như một con hổ đói lâu ngày chưa được ăn. Anh chị ân ái đến hơn 2 tiếng đồng hồ, bỏ mặc nồi cá kho ngoài bếp đang cháy đen. Vợ chồng chị ôm nhau ngủ trong hạnh phúc đến chiều. Rồi ít lâu sau chỉ thông báo với anh một tin vui gia đình đã có một cô công chúa đầu tiên gia đình thêm một thành viên mới cô công chúa đầu lòng như một phép thuật đến cho gia đình của anh công việc của anh càng ngày càng thuận lợi vợ chồng cũng như là không còn lục đục như ngày trước cuộc sống của anh cũng trở nên viên mãn hơn chị tâm chia sẻ rằng các câu chuyện của chị có thể đến với tai của rất là nhiều người giống như vấn đề của vợ chồng chị Chị còn nhắn thêm với bác sĩ ở đây là rất là nhiệt tình và chú đáo, không tiết lộ danh tính bệnh nhân nên không phải lo nhiều về chuyện xấu hổ. Qua số điện thoại 089 991 8585, các bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc về vấn đề sinh sản nam khoa hoặc điều trị xuất tinh sớm yếu sinh lý. Quý vị và các bạn thân mến, máy Lực Dương là sản phẩm được bán với giá giao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Đây là sản phẩm dùng cho nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý đau lưng mỏi gối do so, thận hư và đặc biệt là không sử dụng được cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm với bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.